lần đầu được xem ảo thuật, bé Cún có phản ứng hết hồn. Theo đó, con sen vừa học được màn ảo thuật biến ra hoa từ lửa trên tê xây tóc, định bụng biểu diễn cho người yêu xem mà vẫn sợ làm không chuẩn nên anh đã tập dượt thử với Cún cưng. Khi được gọi ra, chú Cún vẫn hí hửng lắm, chả biết nay con sen lại bày trò gì. Đến lúc con sen bật lửa lên, Boss liền giật mình. Há hốc mồm rồi lùi về sau mấy bước. Sau đó, anh ra liền trấn an Boss và rồi phất tay một cái biến ra bông hoa trước sự hoảng hốt tột độ của chú Cún. Mắt chú mở to, hai chân nhảy chồm lên ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa, mồm liên tục sủa như đang tra hỏi que diêm vừa nãy đâu mất tiêu rồi. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút hàng triệu cư dân mạng, ai nấy đều cười thích thú trước màn phản ứng thái quá của chú Cún này. Các bạn đã xem, nếu thấy hay cho mình xin nút bấm like và đăng ký kênh nhé.